Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video so sánh các cái tính năng của điều hòa ngày hôm nay. Thì như các bạn đã biết, điều hòa thì thường có 4 chế độ. Đó chính là chế độ tự động auto này, chế độ làm lạnh nhanh cool này, chế độ làm nóng hot và chế độ hút ẩm làm khô dry. Và trong 4 cái chế độ này thì mình thấy rằng có 2 cái chế độ thường được sử dụng nhất, đó chính là chế độ cool và chế độ dry. Vậy nên để điều hòa ở chế độ nào, để ở chế độ nào thì tốt hơn thì hãy cùng điện máy Phúc Khánh tìm hiểu qua video này nhé. Thì đầu tiên đó chính là chế độ dry. Chế độ dry thì có hình giọt nước. Thì với chế độ này sẽ làm giảm độ ẩm trong căn phòng. Sử dụng chế độ này thì quạt và hệ thống của điều hòa vẫn chạy bình thường, nhưng sẽ không tỏa ra khí lạnh. Thì chức năng này sẽ thuận tiện nhất khi vào sử dụng vào thời điểm trời mưa ẩm ướt này. Độ ẩm trong không khí rơi vào khoảng 60-70%. Tiếp theo là chế độ cool. Cái chế độ này thì sẽ có hình bông tuyết. Đó. Thì thường là vào những ngày hè oi bức này, nhiệt độ ngoài trời khá là cao, độ ẩm thấp, thì chế độ dry sẽ không thể đáp ứng được cái nhu cầu làm mát trong không khí á. Thì bạn hãy sử dụng chế độ cool. Thì với chế độ cool này sẽ làm giảm nhiệt độ phòng xuống này, duy trì nhiệt độ và độ ẩm ổn định, dễ để cho bạn cảm thấy dễ chịu nhất ạ. Và sau đây để các bạn hiểu rõ hơn thì mình sẽ so sánh hai chế độ này với nhau để các bạn làm nổi bật lên được ưu và nhược điểm của từng chế độ một ạ. Đầu tiên đó chính là chế độ dry. Ưu điểm thứ nhất là tính năng tiết kiệm điện năng. Thì với chế độ dry này góp phần duy trì nhiệt độ chứ không mang lại hiệu quả làm lạnh cao, nên là chắc chắn sẽ góp phần vào tiết kiệm năng lượng hơn. Tiếp theo là hạn chế tiếng ồn. Do không tạo ra khí mát thì các máy hoạt động nhẹ nhàng hơn, nên là tiếng ồn cũng bị giảm đi so với một phần nào đó. Còn giảm độ ẩm trong căn phòng, duy trì nhiệt độ khiến cho cơ thể cảm thấy thoải mái và không quá lạnh. Còn về nhược điểm thì khi sử dụng chế độ dry, sử dụng quá nhiều trong phòng sẽ làm cho trong phòng này sẽ bị là nắng khô hanh, da gây nứt nẻ chân tay ạ. Tiếp theo là đến với chế độ cool. Ưu điểm là giảm nhiệt độ trong phòng, làm lạnh và nhiệt độ ổn định, là chế độ phù hợp cho thời tiết nắng nóng. Nhược điểm có tiếng ồn lớn hơn và không tiết kiệm điện năng bằng chế độ dry. Vì ở chế độ cool thì cánh quạt phải hoạt động nhiều hơn để tạo ra hơi lạnh. Nên để điều hòa ở chế độ cool hay là dry thì mỗi chế độ đều có tác dụng riêng. Chính vì thế tùy vào từng thời điểm khoảnh khắc để bạn có thể sử dụng từng cái chế độ một cho phù hợp ạ. Thì đối với chế độ dry phù hợp khi sử dụng ở thời tiết nóng ẩm, trời nhiều mưa hoặc là đầu đông, độ ẩm trong phòng cao tầm khoảng từ 60% trở lên. Còn đối với chế độ cool thì phù hợp với các thời tiết như nắng nóng này, hanh khô này, trời mùa hè oi bức ạ. Thì bạn có thể thực hiện kiểm tra độ ẩm trong phòng trước khi chọn các chế độ sao để thích hợp nhất ạ. Vừa tiết kiệm điện năng, vừa đem lại cho các thành viên trong gia đình cảm thấy thoải mái và dễ chịu nhất ạ. Thì nên sử dụng chế độ cool hay chế độ dry thì đó là còn phụ thuộc vào nhu cầu và mục đích sử dụng của bạn. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về hai chế độ này ạ.